Nhịp tim mệt mỏi, đôi tay không còn sức. Ánh mắt nhìn về một phía xa xăm, dường như tất cả đã bất lực. Anh đèn leo lét bên trong căn phòng dường như đã tắt từ rất lâu. Em tự nhốt mình vào trong bóng tối, cú sốc của em giờ rất đau. Em trách xã hội sao vô tình xỉ vả vào em không xót thương. Những lời cay nghiệt từ phía miệng đời đã không cho em có thể gượng. Em chọn ra đi là cách tốt nhất, chung vượt mọi thứ không ai biết. Để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nơi đây phương trời xa cách biệt. Hy vọng của em ngay lúc này chỉ muốn ra đi thanh thản thôi. Xin đừng soi mối, chuyện đã qua rồi, hãy để thời gian nó rửa trôi. Cô bé dạy dột đã tự cho mình có được con đường đi tốt nhất. Tình cảm nơi em không hề có lỗi, chỉ có thằng kia là khốn nhất. Những điều mà em đã có thể làm là tự cho mình một khoảng cách ở giữa gia đình và những người quen, trong tim máu chảy ra tí tách. Không muốn ai nói hay là chia sẻ thông tin này với gia đình em. Nếu như là bạn, bạn sẽ làm gì? Tự đặt vị trí là mình xem. 15 tuổi đầu đã thương một người, có phải xem họ là tất cả? Có thể cho hết những điều tốt nhất nếu làm như em cũng đúng mà. Tình yêu thật sự không hề có lỗi, chỉ sai là do người được nhận. Gánh nặng nơi em dồn phải đón lấy và tự biến mình thành nạn nhân. Em tự nhủ lòng là sẽ không sao, bây giờ cứ đứng lên mà sống tiếp. Mọi chuyện từ từ cũng sẽ qua mau, vậy cứ đứng lên mà sống tiếp. Nhưng mà số phận quá vô tình đã đẩy em tôi tới vực thẳm. Cái tuổi đầy ắp những hy vọng đẹp giờ phải kết thúc trong lặng cơm. Hy vọng cuối đời của tương lai em như ngôi sao bông dục vực đất. Người cha đang cầm di ảnh con mình bên cạnh người mẹ nhiều lần ngất. Gia đình mọi người tiếc thương thay cho đứa con gái còn quá nhỏ, vẫn trong độ tuổi còn đang ăn học, mọi chuyện cuộc đời vẫn chưa lo. Ai cũng im lặng không thể nói gì, đám tang diễn ra trong nước mắt. Những lời động viên an ủi gia đình có lẽ sẽ là điều quý nhất. Cơn mưa đồng mùa gió thổi vi vu, khung cảnh tang thương em nằm đó, thả lỏng linh hồn bỏ mặc cuộc đời em trả mình về với tự do. Em nhìn thấy họ, dành thấy người thân, những người mà em từng quý nhất. Ôm lấy quan tài không muốn rời xa, không tin vào những điều trước mắt. Em cất tiếng gọi ba ơi mẹ ơi, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Nước mắt lưng chồng gào lên vô vọng, nhưng mà có ai hiểu được đây. N.T.A.T dần theo thời gian, cái tên người ta không nhắc nữa. Ở thiên đường đó phải cười thật nhiều, không có được khóc nữa biết chưa. Em nên nhớ là trên cuộc đời này vẫn còn nhiều người rất thương em. Đừng nên nhớ lại những chuyện qua rồi, hãy đưa mọi thứ vào sương đêm.